Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhé bác một số mã hàng em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Đấy thì các bác có nhu cầu về những cái sản phẩm bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình nhá. Gọi điện theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với nhá thì nhớ giúp em là trên 200 nhá là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó cho sản phẩm và video mới nhất của em coi nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho các mã hàng đó là cái dòng thớt inox này, thớt inox 34, hàng của thương hiệu Wailing nhá. Thương hiệu Wailing, dòng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, dòng thớt inox hai mặt nhá. Đấy, nó rất là hay. Cái này của nó là hai mặt, đó, một mặt nhựa này đấy, để các bác dùng để thái thiếc rau củ quả hoa quả ở đây ok này, và một cái mặt là bằng inox nhá. Mặt inox thì các bác dùng để chặt chiếc các thứ cho em ok luôn. Hàng logo Wailing này, kích thước này của nó thì sẽ là chiều dài là 42, chiều chiều rộng của nó là 30, su 304. Đấy, có phần quai sách, quai đeo nhá. Đó, rất to luôn, to lắm. Một chiếc thước cầm rất là nặng. Đấy, cầm nặng lắm. Đó, cầm nặng đầm. Bên xung quanh thì bo một lớp nhựa. Nhựa để các bác khi mà sử dụng nhựa thì các bác để trên phần bàn mặt kính, mặt đá hoa. Đấy, không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trơn trượt. Con này các bác cứ chặt chặt này, rồi là các bác mặt này các bác chặt này, mặt bên này các bác thái thiết cho em thoải mái luôn. Đó, inox 304, logo Wailing nhá, logo Wailing rất xịn sò ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức, đức inox hai mặt nhá. Giá của nó thì cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 210.000 thôi, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức nhá, thớt đức hai mặt. Đó, thớt đức hai mặt 210k. Đấy, bao ship giá quá hạt rẻ bình dân. Đấy, bình thường các bác mua những cái thớt gỗ kia các thứ giờ đã khoảng tầm 500-600 với được một cái thớt gỗ nghiến ngon, nhưng mà đây các bác mua cho em cái dòng này dùng hai mặt, mà những cái dòng này dùng nó rất là sạch, không lo nó bị mùn miếc thứ giờ nhá. Đấy, inox thì dùng nó rất là sạch. Đấy, dùng không lo mùn miếc mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nói chung là ok. Đấy, phần móc đeo thớt thì khá là to luôn, các bác chặt gà chặt vịt rồi là thái rau củ quả cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, Tết con này bên em bán rất là nhiều luôn đấy. Đấy thì sang đầu năm nó tiếp tục có hàng thì bên em sẽ quay và gửi các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này liên hệ với em nhá. 210k một cái. Dòng thớt inox hai mặt các bác nhá. Dòng sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này. Bàn chải của Hàn Quốc nhá. Bàn chải than treo của Hàn Quốc nhá. Đấy thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy, bán lẻ và bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này. Dòng bàn chải than treo hoạt tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó, thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là đi sẽ có giá là 4k nhá. 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha. Đấy, lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài mình dùng dần. Đấy, vài tháng các bác thay cho một cái sạch sẽ ok. Đó. Hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000, lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá, một hộp 30 chiếc với giá là đi 100.000. Các bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá. 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ. Đây, lấy cho bác một chiếc coi thử này, lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy, bình thường ấy các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy, hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây, bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm. Lông mềm. Đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn, ok luôn. Rất xịn sò, ngon lành. Đó. 4.000 một cái nhá, bán lẻ là 4.000 một cái, còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái. Lấy cái hộp nguyên 30 cái nha thì sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu. Bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp, còn các bác nào mua lẻ, dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy. Theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua cho bác là sợ các bác quên này. Đấy, thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái, rất là xịn sò ok nha. Đấy, hàng của Thái Lan, rất là ngon lành luôn đây. Đó, vỉ keo nắp cam nhá. Cái này con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu, ví dụ như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này. Đấy, hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay. Đó, đó thì
Bên em sẽ bán theo vỉ là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam. Vỉ keo nắp cam nhá. Đấy, nắp cam này. À, 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi. Giá rất hạt rẻ, về các bác dính cho em thoải mái luôn. Dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ thứ cho em thoải mái luôn. Đấy, về mình dùng gia đình các thứ nào, thoải mái luôn. Một típ là à, một một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã, cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy, vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy, hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá. 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nha. Đó, 30k một vỉ. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái hộp băng gâu này. Hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá. Một hộp sẽ là 100 miếng và nó các loại băng gâu khác nhau, ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy, nó tùy theo vết thương các thứ nào các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá. Sử dụng thoải mái luôn. Một hộp này giá chỉ có 20 ngàn thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to như này, đấy là những cái miếng to. Rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này. Đấy, miếng nhỏ nhỏ này. Nhỏ nữa này. Đấy, rất ok luôn. Nghĩa là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây, có những cái miếng to, miếng nhỏ, đây có cả những cái miếng tròn tròn này, đây là những cái miếng tròn tròn đó, đây đó, đây không, những miếng tròn tròn nhá, tròn vuông dài, là nghĩa là một một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy, thì lên mã thì em sẽ cái hộp băng gâu một hộp là 100 miếng nhá. Đấy, về các bác dán, nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp như này. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nhá, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào, mà cái này rất là dính luôn, mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái, không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây, cái dòng này bên em rất là chuẩn luôn, nó dính rất là chắc, nước nôi thứ là các bác sử dụng thoải mái, không lo nó bị bong nhá. Đó, một hộp là 100 miếng nhá. Lên mã cho em xem cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế đây 20k nhá, 20k thôi, băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá. Dòng tất của Nike 85% là cốt tông, nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hôi chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất đây, lấy băng một đôi. Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân. Đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá. Một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike. Đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi. Đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi. 90k một lố nhá. 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy, thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì cứ báo cho em, lấy màu trắng thì báo cho em, lấy màu đen thì báo cho em. Đây, để các bác đem lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy, logo Nike này. Còn cái lố này thì trên tay em đang cầm đây là cái lố màu trắng này. Đấy, thì bán đồng giá một lố 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta ra bán các bác phải còn tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lố 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá, giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn, bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên. Thì đây, đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Đấy, một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, nhân 16, dòng đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt bỏ, cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn. Cắt rất là ngọt sắc. Đó, cắt rất là ngọt sắc đây. Dòng đá cắt đây. Đấy, thì em sẽ báo giá luôn nhá. Các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên một nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên một. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên một. Đấy, 5 viên một thì sẽ có giá là đi
30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ, còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt Nhật của Kabushi, rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng đó. À, keo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá, lên mã giúp cho em sẽ là kia. Cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần, cái này thì về xài hay lắm đó, về các bác dùng để vá lốc máy này, rồi là những cái chỗ sắt thép có thứ là nó bị thủng lỗ rồi thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy, là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi, nó siêu cứng luôn, các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ đây em sẽ mở ra bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá, mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy, thì một màu vàng và một cái màu xám này, thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy, thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như là đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy, các bác trộn hai loại keo này vào nhau. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lỏng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này á, khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này, vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ nào nó bị thủng ra, các bác vá vào cực kỳ cứng luôn. Đấy, mà vá vào nó liền vào luôn nhá. Đấy, các bác trước khi mà các bác vá vào là các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi, sau đó các bác vá vào. Nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau, thì nó sẽ tăng cái độ cứng của nó nhá, tăng cái độ cứng của lên. Đó. Lên mã thì em sẽ lấy cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B, về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã thì em sẽ lấy cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Thì em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng mình đang hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần, đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này. Những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này này. Đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải, các bác cầm sử dụng rất là tiện. Đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này. Với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000. Giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền, các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn, rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ ra, cầm các bác đánh vào rất sạch luôn. Đó, 15k một cây nhá. 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt cho bác luôn. 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá. Một vỉ này là 10 đôi. Về các bác xài, gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây, phần đầu mạ vàng này. Đấy, phần đuôi đũa này có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không, thì về các bác cứ gắp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy, toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ là khá nhiều, mỗi lần người ta lấy cả chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy, về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Đó. Dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá. Giá thì quá hạt rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi. Hàng của Korea này, đấy Korea, một vỉ đũa 10 đôi. Đũa Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Với giá là đi 20.000. 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn. 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông mà đây còn hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất là an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông để em bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải cả mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn đấy. Đấy, bác nào dùng ít xài cả năm. Đây. Một hộp của nó này, đấy nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 3-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán bác chỉ có 20 ngàn thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây. Con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá. Dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống chân trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực nên khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50 ngàn một cây nhá. 50k một cây cưa gấp đen trắng nha. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bao tay lái xe. Lên mã thì em sẽ là cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe. Giá của nó sẽ là 50 ngàn một đôi nhá. 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh. Đấy, các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng. Rất ok. Đây, thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi. Chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi rồi. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm rồi giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một cái lớp cao su chống chân trượt nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay. Đó, và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng các bác bấm được luôn. Tại vì cái phần đầu này nó bọc ra này. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp. Trang nhã lịch sự nhá. Đó. Đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác đi các bác kéo khóa lên em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50 ngàn thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút này để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra. Các bác dùng để các bác chà. Đấy. Ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này, các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây, các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ rồi. Các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này. Với giá nó chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát. 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng này các bác nhá, chỉ có 10 ngàn thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này, đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã, là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu 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 bốn múi này. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, hàng của Kabushi Japan. Đấy thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé, các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu đến từ đầu này đến đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái lọ kem tẩy xong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá, 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xong nồi. Đấy, tẩy bẩn xong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rất là sạch. 20k một lọ nhá, 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái son, nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ son ấy, cái miếng cọ son bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 một hũ tẩy xanh, tẩy tẩy xong nồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm, hướng dẫn các bác xả luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chuột. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh, tẩy xong nồi nhá, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác, dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay, sản phẩm rất hay. Của sản phẩm này thì cực kỳ sắc, mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị gì nhá, không bị gì. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k. Một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này, đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị gì nữa nhá, không bị gì. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả, các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây, dao vàng nhá, lên mã em sẽ là dao vàng 20k một cây. Các bác đó là cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá. Japan này, rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy. Thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực, cái dạng kìm cộng lực dạng to ấy, mà các bác hay cắt, các bác thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đứa ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to, con này cân được luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, nên các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá, dòng thép CRV, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy.
Hiyabushi này. Đấy. À, giá thì con này giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây em cắt thử cho bác con. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đây, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhé, bấm một tay luôn, cắt rất ngọt luôn ạ. Đấy, cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm ba mảnh luôn này, lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm, là cái sản phẩm, là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoái hãm ở đây. 100.000 một cây, hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, hàng của thương hiệu Hiyabushi. Hiyabushi 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bọc yên xe. Em báo giá luôn, một cái bọc yên xe này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá rất hạt rẻ, dễ mua, 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá, xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá, vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây đấy, nó rất là nhìn nó rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun co giãn này khi mà các bác kéo giãn ra rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy, thì nó là dạng lưới khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn ấy. Đấy thì các bác mua cái này về có bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này. Rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn. Đấy, và có thể là co giãn, có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới. Đó, rất ok luôn. À, chỉ có 40.000 thôi. Đấy, dạng lỗ rất nhiều, lỗ lưới thoáng khí này, rất ok luôn. 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe nhá. Anh gửi bác là 40.000 một cái thôi, 40k. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây. Các bác cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này, làm đẹp này, chống nóng này. Đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay. Nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào luôn cho em để đỡ phải thay. Vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá. Đấy. Làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây, đó. Đây có nhìn này, bọc này, đó, bọc từ trước ra sau, lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá. Đấy, thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó. Bọc yên xe nhá. Đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, để chuyên với bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng cái này cũng quá ok luôn. Một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó. Giá thì bình dân thôi. Đấy. Bộ này thì em báo giá luôn nhá. Bộ này sẽ gồm có 2 cây. Giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá. 140.000 một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc 2 cây nhá. Bộ kéo cắt tóc 2 cây, 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây. Một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đấy, xem lấy bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keng sẽ beng luôn nhá, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan. Cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường, các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây, Kai Japan nhá, rất xịn sò, sắc bén, ok lắm. Con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thuyền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn. Với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ này là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. Giá thì hiện tại đây em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá. 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây. Một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tường, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây, nó sẽ gồm một đôi, một tay trái, một tay phải nhá. Thì về các bác đeo vào. Ở tay này nó sẽ có những cái móng vuốt này. Đấy, để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này. Đấy, bới đất làm cỏ nhá. Bới đất làm cỏ ở đây thì
Nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước đấy nhá. Đấy không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn, trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây nó những cái móng vuốt bằng nhựa. Đấy cái này các bác cào đất, cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn, rất tiện nhá. Đấy, một đôi này là 30 ngàn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ đó. Rất ok. 30k. 30k một đôi nhá. 30 ngàn một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ bóp tay này, dụng cụ bóp tay. Dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy, bóp tay. Đấy, bóp tay tập thể dục nhá. Với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy, về cho các bác nào muốn tập thể dục này, đấy, tập thể dục tại nhà nhé thì rất ok luôn, một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhá. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5 kg và các bác có thể tăng lực lên, đấy, tăng tối đa lên thì sẽ được là 60 kg nhá, 60 kg. Các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5 kg và tối đa lên sẽ được là 60 kg. 60 kg thì cũng khá là nặng nhá, 60 kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy, em đang bóp tầm giữa giữa này. Đấy, còn 60 kg khá là căng. Đấy, thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này, là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy, hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy thì nó sẽ nảy cái số đây nhá. Đấy, nảy số đây để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy, mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo ở đây luôn. Và các bác muốn reset về không thì các bác ấn vào đây cho. Ấn vào đây các bác xoay. Đấy, xoay để các bác xoay nó về không. Đấy, có thế là xong. Đấy là về không, bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau. Đấy, thi đấu với nhau bóp nhá, rất là tiện luôn. Đấy, tay cầm nó có phần bọc cao su chống trơn trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, có đếm số luôn. Với mức giá sẽ là 40k một cái nhá, 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40 ngàn thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá. Rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà có những cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ bình dân, hạt rẻ 40 ngàn một cái thôi. 40 ngàn một cái khóa đĩa này. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn đây. Một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy, toàn bộ thì nó đúc sẽ đúc thép nhỉ. Đấy, và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy, ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy được các bác nhá. Đấy, và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy, cực kỳ là khó mở, khó phá luôn. Đấy, đây. Đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nữa, nếu các bác muốn khóa các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm cho em vào cái thế là xong, khóa xong. Đấy, và các bác cầm chìa đi, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm hai ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy, các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm và cho xe máy rất là ok các bạn ạ. Vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể là khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm mà cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm mà phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định là dắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị phát mắc vào phần thuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn có thể là lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này.
nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả đó bác giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ đâu nhá. 40.000 một bộ này, một bộ này sẽ gồm có là 2 chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật, 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn và là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nha này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hang chuột hang chiếc thứ là. Đấy, dòng này thì cứ ăn mà là đi thôi, ăn mà đi thôi. Nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã như em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột hoặc kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng là anh em thợ thuyền này dùng này. Ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo cho bác coi. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. Đó, con này thì cái phần chiều dài chiều ngang sẽ đo bác luôn, chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm, phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá, 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh, hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy, tay cầm thì có bọc nhựa, đấy, chống trơn trượt để các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok, nó rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này, đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã em sẽ cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn nha, giá quá hạt rẻ luôn, 40k một cây nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này mình em có hàng không thì đây, hôm nay về bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO260 Japan các nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu chút thôi. Tại vì nó là hàng bãi. Nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá. 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước, chiều dài thứ này. Con này đi, cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20, cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nha, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về, con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này hoặc các bác có thể cắt dây luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Đấy, dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sang ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò ok cho bác luôn, giá cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy,
made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bạn biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp đó nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao là dùng hàng dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng đó là cái bộ Taro đen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro đen trong nhé, em báo giá luôn. Một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 2 bộ a 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các bác nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau. Từ to đến nhỏ này, đấy từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng của bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ taro ren trong nhá. 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá. Kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này. Đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được. Buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí thì đây. Bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi. Các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu một cái đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy thì cái này thì về rất là dễ xài thôi. Đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhem vào đây. Đấy, xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn. Đó, chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ rồi,
các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn, 30k bộ. Rồi dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về để phụ bác nhá. Đấy dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2 lạng rưỡi một túi nhỉ. 2 lạng rưỡi một túi đây. À đây này, nó có này, 250 g này này. Đấy 250 g. Cái thít dài này của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250 g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30. Và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000. Các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ nhận cho bác qua nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này, đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động. Con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác con này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. Là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm lên cho em. Đó tự động sẽ thu vào, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy thu xuống cái là xong. Đấy là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy các bác mở ra này. Đấy ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét, ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2 3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào, đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80k. 80k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái ô dù tự động. Đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó về em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân dễ mua luôn. Đấy ai cũng có thể mua luôn. Đấy. 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy thắt lưng cá sấu. Cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy hộp vàng. 130.000. Tại sao lại gọi hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo Lacoste luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá, nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu Lacoste, còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó đây các bác nhìn phần mặt đây, tàng mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn.
lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng nhá, bộ sản phẩm hàng mới mới trang các bác nhá, mới trang nguyên hộp nha, đấy, mới trang nguyên hộp nha, với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn, 130.000 một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130.000. Đầu tiên thì em lên cho bác một cái sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi áp một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá. 160.000 một cây. Rất là hay. Đấy. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ầu đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là trồng nó cho vào được thì các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn, đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá. Rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này. Đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào. Đấy, dắt cái xích này vào này. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn. Rất là dây xích khá là dài luôn, em sẽ đo các bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì cũng khá dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, gài đây này. Đó, các bác gài vào này. Đấy, cái này nó có 3 mắt nhưng khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa? Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn. Cầm chắc chắn cực kỳ. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây, các bác đợi chút này. Đó đây. Đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn á. Đấy, những cái đồ vật tròn, đấy ví dụ như ống nước các thứ này, rồi là những cái ống tiếp nhá, nó hình tròn, đấy hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây, đây, đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot đấy nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thiền, rồi các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke góc nam châm, cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke góc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn, các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn thì có hiệu Camposi. Đấy, lực hit là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu, hit rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hit ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hit ngon lành luôn, hit chặt lắm. Đấy, nó hit khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo góc nam châm nhá. Đấy, em báo giá luôn. Đây em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá, kem góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này, rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này, các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm, đặc biệt là trong anh em thợ hàn đặc hiếc các thứ, ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân, nó chỉ có 90.000 một cái thôi.
lên mã cho em xem cái kia gốc nam châm nhá, đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan, đang gửi bác là 90k một cái, đây nó rất là dính, dính mấy cái vào nhau này, đó 90k một cái nhá, kia gốc nam châm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm ống nhòm này, đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này, cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch, đấy, các bác thám hiểm, đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác mở ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhá, em báo giá luôn, 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm mà này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên cho bác đi giày, đấy, đi chơi, đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi ra đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua treo cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá, thì về các bác bóc ha. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh, lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác qua luôn này. Đấy, đây em vẽ vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau. Đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy 3 túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k 3 túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua trong cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi giác sắt, búi giác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp các thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bác bằng kim loại, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xoong nồi. Đấy.
đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ui, cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xong nồi cũng nhá, tẩy xanh tẩy xong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng mà dùng rất là hay luôn. Cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn, mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quay sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác thử ở trong này ra. Tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Dây bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái gioăng cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, là lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn đây, rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy. Giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá. 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành các bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn. Cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc, đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Nặng hơn 3 cân không ơi, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Đấy, các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18, giá tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc và bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. Dung tích là 2.3 L. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhá, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây. Đó, phần đế ấm này. Phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ ra ngoài, rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm cái con ấm này chắc chắn lắm ạ, ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó. Công suất là 1.500W này, dung tích 2.3 L. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chóe luôn này. Đó, rồi ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái dao này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari,
với mức giá là 320.000. Mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi. Điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5. Em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy. Sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy. Sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá. Chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó. Toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó bị giật các bác nhá. Đây nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy. Đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ổ đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi. Lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy. À, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá. Akira đây. Akira. Đấy. À, mắc công suất của nó sẽ là 3500W nhá. Sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50 60 hàng này. Made in Japan. Các bạn nhìn rõ không? Đó, made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá. Dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác. Dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn. Rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn. Phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá. Ổ điện U5. Em báo giá bác luôn. Đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha. Bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Sure nhá, Sure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bác còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy, cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây, các bác mở ra cho em. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì chẳng mình tháo là mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Sure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng nhỉ nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này. Nó là dạng xoay vòng, nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá. 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 8.000 3.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá. Thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su. Một cái giòn cao su nhá.
Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt, cái phần do cao su này nó bám dính rất tốt luôn. Cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã. Sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá. Mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. Bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000, mã đá mày A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái gioăng cao su như này. Đấy, cái gioăng để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá. Chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều chám một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có dán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác dán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhỉ, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua bác mua này bên em mua vừa tặng được cái sản phẩm ấy, giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Thì đây, cái này về rất là dễ xài đó. Đây, em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này, dán vào đây. Con này cái bằng dính mặt, các bác dán lên tường. Đấy, thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc, các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Ở đây trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này, các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc luôn nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống cập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá.
Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên. Lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ nhá. Một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ nào nó rất là ướt át, ẩm ướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó. 100.000 bộ thôi nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này, và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này. Đấy, của cái bảng mạch này rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác có bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicone chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu, siêu bền luôn. Riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây, có cả đèn báo luôn này. Đấy, cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung, chân iPhone này. Đấy, chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này, và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cối đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin nha, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái bếp phun.
Con này thì có hai bếp phun, một bếp phun cho chế độ là rửa xe đấy, và rửa xe rửa sân, và một cái bếp phun để các bác có thể dùng để tưới cây đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin sạc, cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test cho bác coi nhá. Đó. Đây. Đó, lên này. Coi nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước thôi nhá. Đấy, rất ok luôn. Đó. Cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá. Lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọa gì lằng nhằng. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió thì nó không bị thổi, nó bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhá, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, cái phần muội miếc các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm thì đây, em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay dốc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác bút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ dốc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, 1 này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ 2 lớp vuông nhá.
Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn, hàng Việt Nhật thì các bạn yên tâm về chất chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP, nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món 2 lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông 2 lớp. Đấy, bộ rổ 2 lớp nhá. Cứ lên mã thì em sẽ cái bộ rổ 2 lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ 2 lớp vuông 6 món luôn nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá, dày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn các bạn. Cái phần bản ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện nó là thời tiết các thứ là môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy mà không lo nó bị vẹo ở nhà nó coi nhá. Có đây, phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lô lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng ạ, không bị nóng. Đấy, đây, bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá. Ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá. 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là 10 khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá. Dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Đang có những cái dạng đuôi vu như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo thì cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi đối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến này hiện tại em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nha. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi có thế đâu. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá. Đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi lò xo này, giá rất bình dân hà rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này.
Đó thì đây, lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này. Rồi là móc khuy, móc đeo đồ đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá, rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá. 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha. Chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá. Rất đẹp luôn. Đó đây. Mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa các thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá. 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó là các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ. Đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào. Ví dụ như đây, thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó thì đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc thì mình ok. Đó, 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng này các nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy, đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây, đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa. Đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây, nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đàn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này, để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã thôi nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá, và 1m8 x 2, và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy, xem giường bao nhiêu, kích cỡ cho bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8, bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, chiếu mây, nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay, nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu. Những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng ạ. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái. Lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này.
Khay chữ nhật thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy nhá. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Su 304 nhá. Lấy Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, ví dụ là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho đây. Lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật này em đang gửi bác giá rất tốt. Khay khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có lắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ 20. Đó đi về các bác đựng thức ăn rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn và bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy Su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo dâu bạc, cạo dâu gian đu nhá. Đấy, cạo dâu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 có một con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Đây, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em cũng đủ lên, con có cả tông đơ. Ví dụ dâu các bác già thì các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này, đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp như này. Lên mã thì em sẽ là cái con máy cạo dâu bạc nhá, hoặc là máy cạo dâu JD đều được. Đấy, cạo dâu bạc đi. Cạo dâu bạc này. Cạo dâu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo dâu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không, thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được, thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá. Hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo dâu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo dâu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo dâu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy, nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi, thì một bộ máy như này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi, hoặc các bác có thể mua nguyên máy đều được nhé. Luôn, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhé, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong các thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành ok.
màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào, đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay năm một cái này, đó, rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. À, lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa. Và nó sẽ khóa chặt luôn nhá. Có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi. Nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi.
10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây vít cắm chân dẹt này, đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha các bác nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải
lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá.